tôi Nguyễn Kim Đoàn, Đảng ủy viên Chủ tịch Ban Dân vận Quốc, trưởng ban. Hai, cụ Phạm Tô Hoa, huyện Đồng Xuân. Sáu, bà Phạm Thị Thu Hương, vị Vinh Đồng là cuối cùng do đơn vị Vinh Đồng đội hình chưa ổn định. Khi chúng đã rước kiệu về đến trung tâm, có những đơn vị để máy này. Tù và thủ kiệu chống chiêng. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến kiệu chay. Kiệu chay chúng ta sẽ rước về chùa Diệu Sơn. Đây này. Cho đi em đội hình nào. Rồi ok ạ. Sau đó mới đến đoàn của đoàn. Cho đi em nào. Rồi. Ba con tươi đi nào. Chị nào có mặt nhá. Tay nào. Đúng rồi. Này nhìn ống kính của con này. Rồi với tay này. Đúng rồi. Giữ nguyên nhá. Rồi. Rồi, đem ra. Ai có mặt nhá. Rồi, các chị ơi, các chị ơi. Với tay cho em cái nào thì áo cam ơi. Các chị ơi, với tay lên đây cho em cái nào. Tôn Vinh là tôn gì nhỉ? Vinh Toàn, Vinh Toàn. Rồi, tươi nhá. Nhá, giữ nguyên nhá. Một năm mới mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc ạ. Và thay mặt cho bà con nhân dân Tôn Tiên xin chúc kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cho lễ hội Song Loan huyện ngày hôm nay thành công rực rỡ ạ. 1 2 3 đi. Sau đó là ba nhân viên. Ai có mặt nhá. Đánh cả chưa anh? Mặt bên này nào. Vậy nào các bái ơi. We'll be right back.
trân trọng cảm ơn chương trình kết thúc quý vị đại biểu. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời đoàn đại biểu đại diện trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện các đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Thuận. Tí nào, đúng rồi, tươi đẹp tí nào.
xinh gái nào. Đã cho Tuấn Tý có xin lại đoạn video này này. Có đêm rồi anh nào. Rồi ok ạ. Nào với tay đêm nào. Rồi. Và cái bát của chúng của các bạn, chúng ta nắm bắt rõ và chúng ta chỉ đạo thực hiện theo đúng intro mà chúng tôi đã cung cấp và chúng ta cũng đã được tổng duyệt. Nhìn đội hình cho đẹp ạ.
nha. Chị nào có mặt nha. Các bạn ơi, vỗ tay ơi, xua tay cho con một kiểu nào, cho đi mà xua tay nào. Đúng rồi. Lâm Nguyên nha, Lâm Nguyên nào, vẫy tay tiếp đi ạ, vẫy tay tiếp nào, để con đi lên cận một tí này. Con cận một tí nha, đúng rồi ạ, à, nhìn ống kính của con này, nhìn ống kính của con này. Cả nhà mình vẫy tay đi cái lên, mời các bay trên cao đây này. Không ơi, không ơi, quay cho các ông này. Được rồi ạ. À. 2, 3 nào các bạn ơi. Rồi, vẫy tay cho con một cái nha. Vẫy tay nào, vẫy tay nào. Vẫy tay nào. Giữ nguyên cho con nha, giữ nguyên này. Giữ nguyên nha, giữ nguyên nha. Ban quản lý tất cả nhà mình tiên, ban tổ chức công tác.